Chào các em. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để phân biệt giữa khoa thiết kế đồ họa và khoa đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao mình phải làm cái video này? Tại vì trong chúng ta nếu như không tìm hiểu kỹ thì cũng sẽ ít nhất là một lần chúng ta nhầm lẫn giữa hai khoa này. Bằng chứng là mỗi khi có bạn nào đó inbox hỏi mình: "À cô ơi, cho em xin đăng ký luyện thi khoa đồ họa ạ." Thì mình sẽ phải hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần. Kiểu như: "Em chắc chứ, em chắc là em thi khoa thiết kế đồ họa hay là khoa đồ họa?" Các em nói kiểu như là: "Em chắc em thi đồ họa." Đó. Nhưng mà mình vặn đi vặn lại, cuối cùng mới lòi ra là thi thiết kế đồ họa. Ghê chưa? Chúng ta nhầm như thế thì rất là tai hại. Tại vì sao? Nếu như các thầy và các cô, các em không hỏi kỹ và người ta cứ thế người ta dạy thì người ta sẽ dạy sai cái môn thi của mình. Các em sẽ đi một bước khá là xa và muốn quay đầu lại cũng không có kịp đâu. Vậy nên để tránh nhầm lẫn thêm một lần nào nữa, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu hai khoa này nó khác nhau ở điểm nào nha. Khoan đề cập khoa thiết kế đồ họa ở các trường khác mà chỉ tập trung phân biệt giữa khoa này với khoa đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật thôi. Tại vì các trường mà có đào tạo khoa thiết kế đồ họa chung quy là có nội dung học là giống nhau. Vậy thì ở hai khoa này chúng ta sẽ có những cái điều gì cần phải làm rõ? Đầu tiên là mình xin phép được đề cập đến khoa thiết kế đồ họa trước ha. Nói về khoa này thì mình phải sử dụng rất là nhiều từ ngữ chuyên môn, cho nên là mình xin phép được sử dụng tài liệu. Các bạn có thể không biết đâu, nhưng mà cái khoa này á, trước kia nó không phải là tên như vậy, mà là tên là khoa mỹ thuật ứng dụng, sau đó mới đổi tên thành là khoa thiết kế đồ họa và chuyên đào tạo các designer. Vậy thì một sinh viên tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa sẽ làm được những gì? Một sinh viên khi tốt nghiệp khoa thiết kế đồ họa, hay còn có tên tiếng Anh là graphic design, sẽ có khả năng thiết kế, sáng tác những cái tác phẩm đồ họa hai chiều graphic design và thiết kế quảng cáo. Cụ thể như là thiết kế logo này, thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu này, thiết kế bao bì, thiết kế sách, báo, tạp chí, poster, catalog hay là brochure. Cái brochure này các bạn có thể hình dung đến những cái ấn phẩm mà mình thường hay bắt gặp ở các rạp chiếu phim hay là tiệm thuốc tây và nhiều nơi. Những cái này người ta thường là in lên một cái tờ dài như thế này, và người ta ép lại, trên đó người ta sẽ để lên hình ảnh hay là thông tin về cái nội dung mà ta muốn truyền tải, và người ta ghép lại giống như là một cuốn sách nhỏ vậy đó. Tiếp đến là các bạn có thể làm lịch nè, làm web nè, thiết kế hệ thống nhận diện sản phẩm cũng có, và có khi là các bạn cũng có thể đi giảng dạy về cái bộ môn thiết kế đồ họa nữa. Những cái mình liệt kê trên đây thì có vẻ như các bạn cũng đã nghe nhiều rồi. Và mình có một cái còn bất ngờ hơn, đó là cái khoa này nó có thêm mở thêm cái chuyên ngành đào tạo khác, đó là thiết kế mỹ thuật truyền thông đa phương tiện multimedia art design. Và cái khoa này á, hiện tại là chỉ có, theo như mình tìm hiểu thì chỉ có trường Đại học Mỹ thuật và Văn Lang, những trường lớn nha, là có mở và đào tạo cái ngành này. Tất nhiên là có những trường khác mình chưa tìm hiểu tới. Nếu như các bạn thấy có trường nào tìm hiểu thì có thể giúp mình bổ sung thông tin ha. Mình vừa mới chia sẻ sơ qua về cái khoa thiết kế đồ họa, về phần học tập cũng như là định hướng nghề nghiệp. Và mình chắc rằng các bạn cũng sẽ dễ hiểu thôi, tại vì cái khoa này nó quá là phổ biến với chúng ta. Nhưng mà có một khoa thực sự rất bí ẩn. Chỉ có những bạn nào thực sự yêu thích về mảng truyện tranh hay là tranh in thì mới tìm hiểu và thấy được khoa này. Đó là khoa đồ họa, hay còn gọi là khoa đồ họa tạo hình của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa này chuyên đào tạo hai chuyên ngành, đó là đồ họa tranh in và đồ họa truyện tranh. Để tìm hiểu kỹ hơn về khoa này, mình và các bạn cùng gặp gỡ một bạn khách mời, đó là bạn Ca Nguyễn. Bạn là cựu sinh viên của khoa đồ họa, và chúng ta cùng lắng nghe bạn này chia sẻ như thế nào về khoa của mình nhé. Hi, chào bạn Ca, mời bạn giới thiệu sơ qua về mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ca Nguyễn, mình là cựu sinh viên của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và chuyên ngành của mình là khoa đồ họa tranh in ha. Ca, theo như mình tìm hiểu thì cái
khoa đồ họa có hai chuyên ngành là đồ họa tranh in và đồ họa truyện tranh. Vậy thì Ca là học khoa chuyên khoa đồ họa tranh in đúng không? Đúng rồi. Vậy thì Ca có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái chuyên ngành của mình được không? Được chứ. Chuyên ngành của mình là tranh in cũng giống như đồ họa tranh truyện nhé. Thì mình đều có thi đầu vào là vẽ truyện toàn thân nè và bố cục màu giống như khoa hội họa. Tụi mình sẽ học chung với nhau trong 2 năm căn bản đầu tiên thôi. Nhưng mà đến năm thứ 3 thì mình sẽ tách ra từng chuyên ngành. Nhưng mà cái đó là theo lựa chọn và sở thích của từng sinh viên. Vì là mình là thuộc khoa tranh in á, cho nên là mình sẽ nói cụ thể và chi tiết hơn chút xíu về khoa này của mình ha. À, được. Bây giờ mình sẽ nhường lại khung hình cho bạn Ca để bạn Ca có thể chia sẻ một cách gần gũi hơn với các bạn về cái chuyên ngành của mình. Bây giờ còn tôi thì biến. Bye bye bạn Nhi. Bây giờ thì sân khấu đã thuộc về mình. Về chuyên ngành chuyên khoa tranh in của mình á, thì mình sẽ học những ngành in như là in khắc gỗ nè, in kẽm, in lụa và in đá. Các ngành in này á thì đều sẽ có những học phần trắng đen và màu khác nhau. Nhưng mà thường á là với năm 3 năm đầu tiên lúc mới học á thì tụi mình sẽ học về trắng đen để có thể làm quen với những chất liệu. Nhưng mà đến năm 4 rồi, khi mà mình đã vững căn bản rồi á thì mình có thể nâng lên thành màu. Một cái vấn đề ở đây á là ngành tranh in của mình á sử dụng rất là nhiều loại hóa chất. Cho nên là mình khuyên những bạn nào mà giống như là cơ thể mình dễ bị dị ứng hay là nhạy cảm á thì nên xem xét kỹ trước khi vào ngành này ha. Ngành tranh in này của mình nó hơi khác với bên thiết kế đồ họa nha, là tụi mình sẽ sử dụng thủ công là bằng tay là chủ yếu. Ví dụ như là dùng dao để khắc nè, hay là để nạo nè đó, chứ không có phải là in ra bằng máy giống như bên thiết kế đồ họa đâu. À Ca ơi, theo như bạn mô tả cái quá trình học tập của mình thì có phải là cái chuyên ngành của bạn là chuyên đào tạo họa sĩ tranh in không? Đúng rồi, chuyên ngành của mình là để đào tạo thành họa sĩ. Nhưng mà thay vì tụi mình sử dụng sơn dầu để vẽ lên vải bố, màu nước để vẽ lên lụa hoặc là vẽ sơn mài, thì tụi mình sẽ sử dụng kỹ thuật khắc để có thể khắc lên những mặt phẳng như là gỗ nè, đồng, đá, kẽm vân vân và in hình tranh. Oh, wow. Bây giờ mình mới biết. Cảm ơn Ca. Mặc dù là không có học chuyên ngành truyện tranh nhưng mà có lẽ là Ca cũng có một số bạn học chuyên ngành này, và Ca có thể chia sẻ với mọi người sơ sơ về cái chuyên ngành này được không? Được chứ. Tụi mình là học cùng một khoa mà, chỉ là khác chuyên ngành thôi. Thì theo như mình nhớ á, là bên khoa truyện tranh á sẽ học những học phần như là minh họa trắng đen, minh họa màu nước, vẽ digital, làm pop-up này, thiết kế bìa sách, thiết kế nhân vật, thiết kế bối cảnh và thiết kế sinh vật. Và bởi vì nó cũng là khoa truyện tranh mà, cho nên là sẽ có những học phần về truyện tranh trắng đen, truyện tranh màu và truyện tranh lịch sử, nỗi ám ảnh của dân truyện tranh đấy. Cái khoa này có được học vẽ máy không Ca? Cũng được vẽ máy chứ. Mình vẫn sẽ được học Photoshop, AI với InDesign để có thể dàn trang các học phần của mình. Và cái khoa này là dành cho những cái bạn nào Ca? Đúng rồi, khoa này của mình á là dành cho những bạn nào có sự đam mê với truyện tranh. Cho nên là những bạn nào mà có ước mơ trở thành họa sĩ truyện tranh á thì hãy thi vào bên trong khoa đồ họa tranh truyện của mình nha. Cảm ơn bạn Ca đã nhận lời mời tham gia quay video này cùng với mình và đã có những chia sẻ thật là mới lạ, thú vị và bổ ích. Hy vọng rằng trong tương lai không xa chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác với nhau thêm nhiều lần, và một lần nữa là cảm ơn bạn Ca nha. Cảm ơn bạn Nhi và cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình hôm nay. Hy vọng được gặp lại tất cả mọi người vào ngày không xa nha. Bye bye Ca. Bye bye Nhi nha. Bye. Bye bye mọi người. Qua các thông tin trên thì có lẽ các bạn cũng đã hình dung được khoa thiết kế đồ họa và khoa đồ họa. Mặc dù có chung tên là đồ họa nhưng mà có một sự khác biệt rất là rõ ràng. Hy vọng rằng các bạn sẽ không còn phải nhầm lẫn nữa. Bây giờ mời các bạn xem qua một số hình ảnh mà mình ghi lại được tại khoa đồ họa của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là lúc mình khép lại cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn nào còn thắc mắc thì hãy comment phía bên dưới để mình giải đáp kỹ hơn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.